Xin chào tất cả các bác và anh em. Đợt này thì bên em vừa tiếp tục về được một lô loa bãi của DK. Lô này về thì có cả hai mã bát 25 và 30 để các bác lựa chọn. Hàng về rất là đẹp. Cái hôm hàng về thì lên vội một chương trình thông báo cho các bác rồi thì cũng chưa quay được nội thất cũng như là test qua chất âm. Hôm nay làm chương trình kỹ hơn, tháo toàn bộ nội thất ruột gan cũng như là công khai giá và test chất âm để bác nào có nhu cầu tham khảo đặt hàng thì có thể xem kỹ hơn trong cái video ngày hôm nay. Công khai giá luôn cho bác nhá. Đối với cái dòng 25 thì em sẽ để giá là 5,7 triệu, còn 30 là 8,5 triệu. Giá này thì hoàn toàn chưa có cước vận chuyển. Bác nào đặt hàng thì có thể cọc trước cho em khoảng một vài trăm cái tiền cước vận chuyển, nhận hàng kiểm tra tiếp hàng thoải mái. Tất cả hàng bãi của ngài thì luôn luôn đều cam kết là bao zin cho bác. Nội thất ruột gan thì một lát nữa thì em sẽ quay kỹ từng cặp, từng mã. Và khi nhận hàng về, bác nào có nhu cầu kiểm tra ruột, kiểm tra nội thất của nó xem là có đúng như quảng cáo và quay ở trên video không thì bên em vẫn để cho bác thoải mái thời gian. Hàng luôn luôn bao zin. Đây là một trong những cái lô mà bên em chọn về rất là kỹ. Hàng tất cả thùng vách của nó này còn rất là đẹp, sơn sần đen, vỏ thùng còn nguyên zin và ruột của nó hoàn toàn chưa động chạm sửa chữa nhá. 25 và 30 đang tháo ra đây. Tất cả đều là DK hết. Hôm hàng về quay vội cái chương trình lên thì đã có rất là nhiều bác khách hàng hỏi. Hôm nay có thời gian để quay kỹ, quay chi tiết cho các bác để các bác có thể tham khảo và tìm hiểu. Đây bản 25 này, 25 là 5,7 triệu. Bát của nó đây, DK seri, mã số đầy đủ, cổ côn này, tất cả đều zin hết cho bác, zin 100%. Bát này, bát còn rất là đẹp, chép seri này, model này, chập neo. Đấy, tiếp theo là phân tần rất là gấu luôn, đầy đủ seri nhá. DK đây, mạch của nó thì hoàn toàn còn rất là đẹp. Tất cả đều bên em khi hàng về thì đều test và kiểm tra kỹ rồi, test qua chất âm cũng như là vệ sinh vỏ thùng. Đây đều là những cái cặp đẹp nhất về trong lô. Còn bên này là 30 là 8,5 triệu. Bát của nó cực kỳ là nặng. Em nhấc cho anh cái bát lên nào. Xương. Đấy, bát 30. Khung xương đúc đấy. Vật chép của nó, chép của con 30. Cái họng kèn của nó được làm bằng gang nhá, rất là nặng này. Đây, hàng đẹp đó, mã số đầy đủ, tên thương hiệu, phần tần của nó đây. Đấy, giá luôn luôn bao giờ cũng vậy, bao giá rẻ nhất thị trường các bác, nên là bác nào có nhu cầu chơi hay là tham khảo đặt hàng về những dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ Hoàng Hào qua Zalo hoặc số điện thoại 0967 345 155. Lô này về được khoảng 20 cặp, cả 25 30. Bác nào có nhu cầu qua cửa hàng để chọn đồng giá tất cặp xấu cặp đẹp, hay là những cái cặp nó chỉ chênh lệch một chút về cái hình thức thôi, về cái vỏ thùng thôi, còn lại giá cả như nhau, nội thất ruột gan như nhau, chất âm như nhau. 25 là 5,7 triệu, còn 30 là 8,5 triệu. Phần hậu của nó, công suất của con 30, công suất của nó là 400W, độ nhạy 129 dB, đánh ở trở kháng 8 ohm. Còn 25 công suất 300W, 125 dB, trở kháng 8 ohm.
đây, thùng vách của nó này rất là nét cho các bác. Hàng như nhau này là các bác có thể khi đặt hàng các bác có thể chọn cho. Đấy, bác nào mà đặt càng sớm thì sẽ được những cặp đẹp. Đấy, còn càng về sau thì hàng nó sẽ xấu đi, bởi vì giá nó như nhau mà. Nó chỉ cái vỏ thùng xấu đẹp thôi, bởi hàng bãi thì không thể nào mà tránh được rồi. Đấy, về bên em đã rất là cố gắng vệ sinh sạch sẽ. Bác nào muốn đẹp hơn thì những cái mặt e căng của nó này, nó vẫn dính bụi này, về các bác có thể giặt đi, tháo ra và giặt đi, mới tinh luôn. Bác nào có nhu cầu quan tâm đặt hàng hay là tìm hiểu về cái mẫu sản phẩm, hai cái mẫu model mới của DK này thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà để bên em tư vấn và hỗ trợ các bác đặt hàng. Nội thất ruột gan thì công khai rất là kỹ rồi, quay rất là chi tiết ruột gan của nó rồi. Các bác quan tâm thì liên hệ nhá. Ok, bây giờ thì xin chào và gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo của Hoàng Hà. Xin chào.